trả nữa, nên đây mà trả nữa. Ở đây trồng nha rồi. Trồng ở đây có làm gì được mà ăn này, làm gì được cho con hậu cũng biết thế. Mấy khi được chơi về đây đừng thèm ăn đi cho nó khoan khoái. Ăn đi đâu? Đi khắp nhà năng. Thích đi đâu đi. Đi nào? Bật điện lên sáng sáng. Nó nay nên cân béo. Béo á? Nên 2-3 cân. Cân thử rồi. Bao nhiêu cân? 61 cân. Mới sắp trước còn 58 cân. Cứ nay ăn được. Ăn được rồi. Thế ngủ được không? Ngủ được, tối nay uống cái thuốc ngoài cái đau ăn được, ngủ được. Uống thuốc gì? Thuốc đầu đâu gối 30.000 gói, uống chục gói. Trông này xinh không? Ảnh đẹp nhỉ, nhìn này. Cái thằng Lợi thôi à? Bà con bên kia cũng khỏe lắm, nhưng mà ít tuổi hơn bà, nhưng mà không được đẹp não bằng bà. Mới là ba đẹp não, ba đẹp hơn các con dâu. Bà. Ừ. Mà chơi xe, không có xe đâu. Nó ở nhà nên đi đâu nó chặt. Hả? Gọi chưa? Gọi rồi, nó bảo không có xe. Nó bảo thằng Quyết lên. Quyết á? Ừ, Quyết lên, nó chả lên thằng Quyết lên. Ở đây mấy hôm được? Thôi ghê. Chán chưa? Trời thế nó tù vô. Hả? Tối xem đen điện nhấp nháy đẹp, thế nó sượt chứ. Đen, tối, buổi tối đẹp không? Đẹp. Nhìn nó thích mắt không? Đẹp lắm. Đẹp lắm à? Đẹp như công viên nhá. Chát Vinh ở bãi đó mà cháu có mức cho Khải ai mà giờ lên đấy đẹp xoang hoang sướng. Thời đi ở Nanh Ngọc Hiên rơi phải thương phú hộ rồi. Anh bảo nó bảo gặp thằng Triệu cái dần cái nhìn cái định để hỏi nó chả hỏi. Mỗi người đi qua đây nhìn nhà đẹp lắm, bảo khen nói chuyện. Ai đi qua khen. Anh nhớ xuống về thấy đi xe đẹp, người béo đẹp như cán bộ. Như cái chát nó bảo Khải vào nhà mới ăn to đông nói chuyện ai về nói chuyện cháu biết. Tôi gọi là vai mầm nội ngoại mừng cho em. Vai mầm đi 30 mầm còn vai mầm ngang đám cưới ai khen ngang đám cưới. Nhà ba được các con người nào sáng sủa. Hôm quý này về đi. Không gì đâu. Hôm 4 giờ sáng tay nó cứ tê tê. Yeah. Cấp người gì nó cũng cứ không chuẩn, rơi. Ông gọi bác Binh vào khám, bác đo huyết 170. Này thứ hai là về. Nên nó tiêm vài hôm nó khỏi. Gọi chờ, gọi thân quyết chờ. Mày gọi nhé. Em gọi nó không nghe. Em gọi.